gửi lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các con đã cùng dành thời gian đến với khóa học Tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Các bạn học sinh yêu quý, cô trò chúng mình đang cùng nhau tìm hiểu bài học về vần át, vần ắt và vần ất. Trong video bài giảng phần thứ nhất, con đã được nhận biết, đọc các vần và đọc tiếng chứa những vần này. Tiếp tục thực hành kỹ năng đọc, cô trò chúng mình sẽ đọc từ ngữ và đọc đoạn văn. Cô có 3 từ như ở trên màn hình. Con bấm chọn giúp cô những tiếng có chứa vần át, vần ắt và vần ất trong các từ này. Các tiếng có chứa vần mới đã được tô màu đỏ ở trên màn hình. Con đọc đánh vần và đọc trơn với cô nhé. Cờ, át, cát, sắc, cát, cát, mờ, ắt, mắt, nặng, mặt, mặt, bờ, ất, bất, nặng, bật, bật. Sau khi đọc được các tiếng có chứa vần mới, các con hoàn toàn đọc trơn được các từ. Đọc với cô nào. Bãi, cát, mặt trời, bật lửa. Tương ứng với 3 từ này, cô có các hình ảnh. Con hãy nối từ với hình ảnh thích hợp. Các hình ảnh rất rõ ràng và các con hoàn toàn có thể nối được đúng từ với hình ảnh. Chúng mình có đầu tiên là bãi cát. Bãi cát là loại địa hình được tạo bởi cát. Do cát được gió và nước vận chuyển đi và trầm lắng thành các dạng bãi. Các con nhìn thấy bãi cát trên bờ biển. Hình ảnh thứ hai, mặt trời, hay còn được gọi là thái dương, là ngôi sao ở trung tâm hệ mặt trời. Ánh sáng nói riêng hay bức xạ điện từ nói chung từ bề mặt của mặt trời được xem là nguồn năng lượng chính cho trái đất. Cuối cùng, chúng ta có những hình ảnh của các chiếc bật lửa đầy màu sắc. Bật lửa hay còn gọi là hộp quẹt là một thiết bị được sử dụng để tạo ra lửa nhằm mục đích tạo nguồn lửa ban đầu cho các loại nhiên liệu có thể cháy được khác như giấy, rơm, rạ, vân vân. Các con đã được đọc từ, đã được hiểu nghĩa của các từ. Nâng cao hơn một chút, chúng mình thực hành đọc đoạn văn. Hình ảnh minh họa cho đoạn văn ở trên màn hình. Hãy dừng video lại, đọc thầm và chúng mình phát hiện được các tiếng có chứa vần át, vần ắt. Cô tô màu đỏ tiếng có chứa vần át, vần ắt và vần ất trên màn hình. Con đọc đánh vần các tiếng này với cô nhé. Mờ, át, mát, sắc, mát, mát, cờ, át, cát, sắc, cát, cát, mờ, ắt, mắt, nặng, mặt, mặt, rờ, ất, rất, sắc, rất, rất. Sau khi đọc được các tiếng có chứa vần mới, các con cùng đọc trơn cả đoạn văn với cô. Hè đến, nhà Nam đi nghỉ mát ở Cát Bà. Mẹ và Nam bỏ áo bơi, bàn chải, khăn mặt vào ba lô. Nam rất vui khi đi chơi xa với cả nhà. Các con có thể dừng video lại lâu hơn để đọc thật kỹ đoạn văn này. Và cô trò chúng ta trả lời một số câu hỏi để tìm hiểu nội dung của đoạn văn. Hè đến, gia đình Nam đi đâu? Đúng rồi, hè đến, nhà Nam đi nghỉ mát ở Cát Bà. Cát Bà là một hòn đảo ở Hải Phòng các con nhé. Để chuẩn bị cho chuyến đi Cát Bà, mẹ và Nam đã bỏ áo bơi, bàn chải, khăn mặt vào ba lô. Đồng thời, đoạn văn cho con biết được tâm trạng của bạn Nam. Nam rất vui. Vì sao vậy? Nam rất vui vì được đi chơi xa với cả nhà. Còn các con, khi đi chơi với gia đình của mình, con cảm thấy như thế nào? Con hãy chia sẻ một chút với thầy cô và các bạn về cảm giác của mình khi được đi chơi xa với gia đình. Cô lưu ý với các con một chút nhé. Nếu như con đi tắm biển, con cần phải mặc áo phao, cần đi cùng bố mẹ và không được bơi quá xa nhé. Nội dung này cũng đã kết thúc phần đọc của chúng ta. Cô trò chúng mình chuyển sang kỹ năng viết. Các con sẽ viết vào vở vần át, vần ắt và vần ất. Sau đó viết từ mặt trời và từ bật lửa. Cô hy vọng rằng chúng mình sẽ viết thật sạch, thật đẹp. Kết thúc bài học, chúng ta thực hành kỹ năng nói. Cô có hình ảnh như thế này. Trong bức tranh này, con thấy có một bạn nhỏ và 3 người lớn. Bạn nhỏ muốn làm gì? Một tay của bạn nhỏ chỉ vào chiếc ô tô đồ chơi. Khuôn mặt, mắt của bạn hướng về phía những người lớn. Và chúng ta có thể thấy được bạn nhỏ muốn chơi đồ chơi ô tô. Muốn chơi món đồ chơi đó, bạn ấy cần làm gì các con nhỉ? Đúng rồi, muốn được chơi chiếc ô tô điều khiển này, bạn nhỏ cần phải xin phép người lớn. Vì đó không phải là đồ chơi của bạn. Các con nhớ nhé, khi tới nhà người khác chơi, con lịch sự, không gây ồn ào. Và nếu muốn cần cái gì thì phải xin phép. Trong tình huống này, đóng vai bạn nhỏ nói lời xin phép. Con có thể nói: chú cho cháu chơi chiếc ô tô này một lát nhé ạ. Hoặc: cháu có thể mượn chiếc ô tô này để chơi một lát được không ạ? Nếu như con hỏi, xin phép một cách lễ phép, ngoan ngoãn, thì chắc chắn người lớn sẽ không từ chối các con đâu. Các con nhớ nhé, khi nói lời xin phép, con phải lịch sự, ngoan ngoãn, lễ phép. Và nội dung này các con có thể thực hành, đóng vai với các bạn của mình để nói lời xin phép cho thật đúng lệ. Video bài giảng của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại chúng mình trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn.